Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã đặt một đoạn động mạch thay thế bọt phía trong của động mạch chủ ngực bị bóc tách để cứu sống bệnh nhân. Đây là kỹ thuật cao đầu tiên thực hiện tại Đồng Nai. Bệnh nhân nam 56 tuổi, ngụ tại phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, nhập viện cấp cứu trong tình trạng huyết áp cao lên đến 200, kèm theo đau lưng, đau ngực dữ dội. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị bóc tách động mạch chủ ngực. Hình ảnh chụp CT scanner từ cổ đến đùi cho thấy tình trạng bóc tách động mạch chủ ngực đã lan xuống bụng và chân, nhưng huyết áp của bệnh nhân lại quá cao nên các bác sĩ phải điều trị nội khoa để huyết áp bệnh nhân xuống dưới 140 mới mổ được. Trong quá trình theo dõi thì chúng tôi nhận thấy là một số các diễn biến mới đã xảy ra. Ví dụ như ngày thứ 3, khi mà khống chế huyết áp thì bệnh nhân xuất hiện khàn tiếng mới, có tràn dịch màng phổi mới và cái khối bóc tách nó diễn tiến xa hơn, nó lớn hơn. Thì đó là những chỉ định mà mình phải làm cấp cứu để khống chế cái hiện tượng bóc tách này, không cho nó lan đến những cái mạch máu quan trọng như là động mạch vành hay là động mạch nuôi não, và như vậy nó có thể ảnh hưởng tới tính mạng của bệnh nhân. Ekip phẫu thuật gồm nhiều bác sĩ ở các chuyên khoa như ngoại lồng ngực, tim mạch, gây mê hồi sức và can thiệp tim mạch. Để cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ phải phối hợp chặt chẽ để dời những nhánh nuôi não của bệnh nhân về một phía an toàn hơn, sau đó đặt ống ghép nội mạch cho bệnh nhân. Muốn thực hiện được trường hợp này thì bệnh nhân phải được mổ chuyển vị những cái động mạch lớn ở vùng cổ, tức là những cái động mạch nuôi não, trước khi sẵn sàng làm cái đặt cái stent graft che cái túi phình của che cái bóc tách động mạch chủ. Do đó thì cần có một sự phối hợp nhuần nhuyễn, kể cả ekip gây mê hồi sức, để sau khi phẫu thuật chuyển vị đại động mạch thì lập tức bệnh nhân được đưa xuống để can thiệp ngay tại phòng can thiệp mạch máu của bệnh viện. Đây là một cái phẫu thuật mà cần sự phối hợp giữa hai chuyên ngành. Chuyện đầu tiên đó là những cái phẫu thuật lớn này mình can thiệp trực tiếp vào hai hệ thống mạch máu chính nuôi não, nên cũng sẽ có những cái tai biến, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ nhưng những cái tai biến này hoàn toàn có thể gây tử vong hoặc mang lại biến chứng, có thể là liệt suốt đời cho bệnh nhân. Cái thứ hai là mình sẽ can thiệp trực tiếp vào nhánh động mạch chủ, tức là động mạch chính toàn bộ nuôi toàn bộ cơ thể. Do đó nếu có biến chứng xảy ra thì hầu như bệnh nhân có thể tử vong ngay trên bàn phẫu thuật. Hiện tại bệnh nhân đã phục hồi tốt, không yếu liệt, không bị bóc tách ngược và các mạch máu khác chưa xuất hiện tổn thương, nhưng cần theo dõi lâu dài, sát sao để tránh tổn thương về sau. Do là kỹ thuật mới nên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã mời thêm một chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về phẫu thuật mạch máu hỗ trợ ca phẫu thuật. Chi phí của ca bệnh này khá lớn, lên đến hơn 500 triệu đồng. Nhưng may mắn bệnh nhân được bảo hiểm y tế thanh toán hơn 270 triệu đồng. Theo các bác sĩ, nếu không được mổ kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong. Trước đây các trường hợp tương tự đều phải chuyển lên các bệnh viện tuyến trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng hiện tại, sau thời gian chuẩn bị về con người và cơ sở vật chất, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã thực hiện được kỹ thuật khó này.